Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Và hôm nay thì lời đầu tiên thì bên cửa hàng mình cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em và đã xem video và đã ủng hộ xe bên cửa hàng mình trong thời gian vừa qua khá là nhiều. Cũng có rất là nhiều anh em mua phụ tùng xe bên Tuấn Mô Tô, rồi anh em chốt xe bên Tuấn Mô Tô, rồi bên Tuấn Mô Tô chuyển xe cho khách tận nơi luôn. Đó, rất là cảm ơn anh em rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ xe bên cửa hàng. Hôm nay thì bên cửa hàng mình lại tiếp tục về một con xe anh em. Con này thì nói chung giá rất là hợp lý cho anh em luôn, mà xe rất là bền luôn. Nói chung là trong thành phố mà đi tìm chiếc thứ hai mà riêng giống như vậy rất là khó anh em. Con này là con Dalim VS 125. Đúng đời VS luôn nha. Đúng đời VS 125 luôn nha anh em. Em sẽ coi đời nó là bao nhiêu luôn. Con này đời rất là ok nha. Đời 98, đúng dòng xe nhập từ Hàn Quốc nha anh em. Đúng dòng xe nhập luôn nha. Đồng hồ màu trắng nè, phục lớn nha anh em. Đó, anh em mình để ý nha. Đúng dòng xe nhập luôn. Đó, đúng dòng xe nhập Dalim VS, đúng dòng xe nhập của Hàn Quốc luôn anh em, phục lớn nha. Màu này là màu chi ta? Màu nho hả? Đó, màu nho. Nước sơn rin nha. Nước sơn rin nha anh em, chưa sơn lại nha. Máy móc êm, xe nguyên rin từ đầu tới đuôi nha anh em, không độ chế không gì hết mà nhìn chiếc xe rất là liền lạc luôn. Giống như là cản chống đổ nè. Ba cản bảo vệ phía sau là vẫn còn rin hết cho anh em. Tất cả các chức năng như là đồng hồ tua máy, đồng hồ km nè, kèn đèn xi nhan hoạt động bình thường hết. Nói chung con xe này khá là đẹp luôn. Bên em mới vừa về đó anh em, bình đề kèn đèn đầy đủ. Giỏ trước giỏ sau anh thấy cũng còn khá là ok, còn rất là ok cho anh em sử dụng luôn. Con này là Dalim VS 125 nha. Máy cực kỳ êm, máy rất là êm nha anh em. Con này máy rất là êm. Nên anh em nào mua mà tìm những dòng xe mà giá rẻ nè, phù hợp cho anh em nào giá rẻ thì anh em nhanh tay liên lạc cho em con Dalim VS này liền. Rất là đẹp anh em. Đồ si nè, còn rất là bóng luôn. Mấy cái mắt mèo đồ vẫn còn đẹp anh em. Boring nha, nổ rất là êm. Anh em chạy nó như xe điện anh em, chạy rất là nhẹ luôn. Đó, có giờ đạp luôn. Đó, thắng đĩa, đó, máy móc, đồ đạp khi nhanh, đồ là đầy đủ hết cho anh em. Mấy cái đồ si hoạt động nè, đồ si mà chrome của nó rất là ok luôn. Lốc máy nhìn sạch sẽ, không có xì nhớt, xì nhậu gì hết. Đó, rất là ok. Tem nè, đó, Dalim. Đó, nước sơn nè, rất là đẹp. Nên anh em mấy cục cao su này cũng còn khá là ok luôn anh em. Nói trong xe anh em hoặc đã xe thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì. Giá con này hiện tại bên cửa hàng mình bán ra với giá là 22 triệu bao ship toàn quốc. Anh em nào cần mua thì anh em liên lạc thẳng cho mình số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt em đính chứng lại cho anh em là bên cửa hàng mình chỉ có một cửa hàng duy nhất nha. Một cửa hàng duy nhất là Tuấn Mô Tô nha anh em. Nằm ngay địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0369 669 659 nha. Chứ rất là nhiều anh em giả mạo bên Tuấn Mô Tô để bán xe đó anh em. Rất là nhiều. Em được biết rất là nhiều luôn. Rất là nhiều anh em nói là Tuấn Mô Tô là lính của này, rồi anh em của này kia, rồi bán xe cho anh em. Nhiều lúc anh em không biết đâu. Bên cửa hàng Tuấn Mô Tô chỉ có một cửa hàng duy nhất. Số điện thoại của em là một số điện thoại duy nhất em có ghi trên màn hình luôn. Nên anh em đừng có mắc lầm những cửa hàng này, những cửa hàng khác nha. Vì mình chỉ có một cửa hàng duy nhất thôi. Đó, và ship xe thì chính mình đi ship xe cho anh em luôn, chính mình chở xuống cho anh em luôn. Đó, anh em mình để ý nha. Chứ rất là nhiều người mua xe ở đâu mà cứ kêu là mua bên cửa hàng Tuấn Mô Tô không à. Đó, nhiều lúc anh em lộn đó anh em. Khi đi mua xe cửa hàng Tuấn Mô Tô nhưng mà nhiều lúc đi vô những cửa hàng khác mua không à. Đó, anh em mình để ý nha. Rất là nhiều rồi, em đánh chứng rất là nhiều rồi. Nhưng mà cửa hàng mình chỉ có một cửa hàng duy nhất và một số điện thoại duy nhất là em có ghim trên màn hình thôi. Con này là con Dalim VS 125, đời 98, xe còn nguyên rin, đúng hàng nhập thùng của Hàn Quốc luôn. Nhập qua đời 98, máy móc rin, máy móc rất là êm nha, bình đề càng đèn đầy đủ anh em. Máy con này anh em chạy rất là nhẹ luôn, xí nữa em sẽ test tiếng máy và chạy thử cho anh em xem. Đó, nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc nha. Máy móc áp tán nè, vẫn còn nguyên rin, đó, rất là mới nha, còn rất là đẹp luôn, sạch sẽ anh em. Nói chung chủ sử dụng con này khá là kỹ. Đó, biển số thành phố nha. Con này sử dụng khá là kỹ nên mới được mới như vậy mà còn đẹp như vậy anh em. Chứ đa số những dòng Dalim giờ là máy keo không à. Những dòng xe độ, xe chế gắn đồ tùm lum tùm lưa hết trơn chứ không còn rin như vậy đâu. Con này là quá rin luôn. Đó, quá rin luôn anh em. Đồng hồ đồ vẫn hoạt động bình thường, đồng hồ tua máy km là vẫn hoạt động bình thường hết. Đó, nên anh em ở xa, anh em cần mua thì anh em liên lạc cho bên mình. Chính em sẽ ship xe về tận nơi cho anh em mình luôn. Đó, không có của ai hết nha. Chính xe em chở về cho tận nơi cho anh em mình luôn. Nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc nha. Kèn vẫn còn rin theo xe. Đồ đạc nè. Hồi đầu hồi xưa tới giờ luôn vẫn còn mới anh em. Mới tinh. Đó, xe rất là đẹp. Bi đông rin nha. Đồ dây nhựa đồ rất là ok luôn nha anh em.
Đó, con này thì máy móc vẫn hoạt động bình thường, chạy rất là tốt luôn. Đó, yên rất là sạch sẽ anh em. Nước sơn cũng rất là đẹp luôn, đồ riêng theo size hết. Đấy, nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho em liền để chốt giá thì em sẽ ship xe về tận nơi cho anh em luôn. Cản dừa này, vẫn còn đẹp anh em. Đuôi đồ anh em nhìn nói chung con xe khá là ok luôn. Nói chung là bên mình bán dòng này Dalim này cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà những con xe trước không có đẹp bằng con xe này. Những con xe trước cũng khá là đẹp luôn á, khá là ring luôn á. Nhưng mà em thấy con xe này còn đẹp hơn những con xe trước nữa. Đó, nên anh em nào mà có cần mua những dòng xe này giá rẻ mà chất lượng bền chạy ok thì anh em liên lạc cho mình để chốt xe con xe này nha. Giá chỉ có 22 triệu thôi, bên mình sẽ bao ship cho anh em luôn. Còn nếu như anh em nào mà ở gần địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh và gần địa chỉ cửa hàng thì anh em tới xem xe tại cửa hàng thì bên mình sẽ fix giá cho anh em nha. Dây đồng hồ của nó là vẫn còn nguyên ring luôn anh em, chạy hồi xưa tới giờ là mới chạy có 19.000 cây, em thấy còn khá là đẹp luôn. Đó, em thấy em được biết thì cái dây đồng hồ này là vẫn còn dây ring luôn nè. Vẫn còn dây ring luôn, chưa có thay luôn cái dây ring mà vẫn hoạt động bình thường thì em nghĩ cái đồng hồ của nó là đúng luôn anh em. Đó, đúng luôn á. Nước sơn này, nước sơn màu tím nè, màu này màu nho chứ không phải màu tím. Màu nho là đúng hàng xe Nhật, xe nhập luôn anh em. Màu nho với lại màu nhớt á, màu xanh nhớt á là đúng hàng xe nhập Nhật luôn. Máy con này rất là ok luôn em. Mấy con này mà anh em nào lớn lớn tuổi anh em sử dụng, anh em chạy cà phê cà pháo đi chơi đồ này kia rất là ok luôn, chạy rất là đầm. Mẫu này thì thấp chứ không có cao nha, 1m50, dưới 1m50, 1m55 là anh em ngồi đi vô tư luôn, chống chân vô tư nha. Nè. Mẫu này là mẫu thấp, bi đông nó cao, anh em ngồi tư thế anh em chạy nó rất là thoải mái luôn, không có gây sự mỏi lưng hoặc khó chịu nha. Còn riêng về phần máy móc thì anh em phỏ về bàn, em đề máy là nổ nè. Đó, anh em nghe máy nổ không? Máy đang nổ luôn anh em. Đó, anh em mình để ý nè, máy đang những dòng xe khác là em thấy là đa số là những dòng xe là chế độ bô hết rồi. Con này được cái là còn bô ring luôn, nổ rất là êm và rất là ấm luôn. Anh em chạy nó rất là êm anh em, không có la lớn mà nó êm cực kỳ, giống như chiếc máy này. Đang nổ máy mà em nghe tiếng máy nó rất là êm mà nó nổ rất là dễ chịu anh em. Đó. Bình xăng đồ nó nổ rất là dễ chịu chứ không có giống như những xe con xe khác nổ rồi tắt máy rồi không có garanti đồ này kia. Còn riêng con xe này thì bao anh em luôn, quá là ok luôn. Anh em yên tâm. Nè. Gàn đèn xi nhanh rồi là đầy đủ hết cho anh em. Tua máy này nổ lên, xí nữa em sẽ quay cho anh em từng chi tiết nha. Em chạy thơ cho anh em một vòng đi để mà rồi em sẽ quay từng chi tiết cho anh em xem. Đó, vô số này côn nó rất là nhẹ, xe ring mà. Đó, đó, anh em chạy này. Đó, rất là ok luôn. Với cái giá mà hai xa như vậy nó thì anh em là tìm rất là khó này, tìm rất là khó chứ không có dễ đâu. Mà sở hữu được con xe như vậy nên tìm rất là khó. Đó, nên chạy rất là nhẹ luôn. Nó nhẹ mà nó cực kỳ nhẹ luôn chứ không phải là giống như những xe khác. Lên ga mấy con xe này nó rất là nhẹ luôn. Đó. Nên anh em nào mà có ý muốn mua thì anh em liên lạc cho em liền và bên em có ship toàn quốc luôn nha anh em mình luôn nha. Chính em chở xuống cho anh em luôn. Giống như vào đầu chiếc Dalim Magma đó là bên em tích đích thân em chở xuống tới Long Khánh luôn anh em. Giao cho khách luôn. Đó. Anh em mình Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu nè, Phan Thiết nè. À, Bình Phước nè, Đồng Nai nè, Bình Dương nè, rồi các tỉnh miền Tây nè, anh em cần ship xe thì em sẽ đích thân chở xuống cho anh em luôn, nên anh em yên tâm. Đây, con xe khá là đẹp luôn, cản đổ, chống đổ của nó vẫn ring luôn nha, cản ba ga này cũng ring luôn, đèn nè, rất là đẹp, biển số thành phố luôn, bô ring, phục nhúng rất là êm, mấy dòng này anh em đi phục nhúng rất là êm, nó không có bị tức nha, không bị tức, nhìn rất là sạch sẽ nè, nhìn đĩa rồi anh em nhìn rất là sạch sẽ luôn. Anh em nhìn đĩa này, bánh đồ nhìn rất là ok luôn anh em. Đó, bình xăng đồ nói chung là nổ garanti cực kỳ chuẩn luôn. Đó, nên anh em nào xem, anh em muốn chốt xe thì anh em liên lạc cho em hoặc anh em nào chưa đăng ký kênh bên Tuấn Mô Tô thì anh em bấm đăng ký kênh nha để theo dõi những video sau bên cửa hàng mình đăng lên. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ cho bên cửa hàng mình một like và một lượt chia sẻ video nha anh em. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi tiếp video sau. Bên mình còn khá là nhiều các dòng xe chưa có đăng video lên. Nên anh em nào cố gắng ha, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em để mình tiếp tục rồi. Không để anh em chờ đợi lâu, em sẽ tiến lại và em giới thiệu sát cho anh em xem từng chi tiết con xe này nha. Để anh em mình đánh giá, anh em nào cũng thấy yêu mến thích những dòng xe này thì anh em mình liên lạc cho em nha. Em sẽ chốt xe và ship xe về tận nơi cho anh em mình luôn nha. Rồi, ok anh em, đã quay trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Đây, em sẽ review sơ chiếc xe cho anh em mình xem. Chiếc xe Dalim PS đời 98 mà đến giờ nó vẫn còn mới và đẹp như thế này. Và vẫn còn ring như thế này, bình đề càng đèn xi nhanh đầy đủ hết, không độ không chế gì hết. Nói chung là trong thành phố thì anh em mới tìm mới ra thôi. Chứ nói thiệt với anh em
ở dưới tỉnh rồi anh em tìm những dòng xe này khó, rất là khó luôn. Nó không rất là nhiều xe Dalim VS, nhưng mà anh em tìm những con xe mà ring như vậy nó rất là khó anh em, chứ không phải là dễ đâu anh em nha. Chỉ có bên Mô Tuấn Mô Tô là chuyên siêu tầm á, chuyên siêu tầm những dòng xe ring thì mới có những dòng xe đẹp như vậy thôi, chứ anh em nói thiệt với anh em, anh em mà giờ đi tìm ra tìm anh em tìm những con xe ring như vậy nhờ nó rất là hiếm và rất là khó tìm đó, chứ không phải là dễ. Dalim thì rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là anh em tìm con xe được nhá, ring như vậy, nó chất lượng như vậy ha, nó máy êm như vậy, bình đề càng đèn đầy đủ như vậy, nó rất là khó, rất là khó chứ không phải dễ. Vì những dòng xe này thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô cũng nhận rất là nhiều cuộc gọi điện thoại để tìm những dòng xe này, nhưng mà nó không có anh em, tìm không ra. Hôm nay thì mới về nè, nên anh em nào cần thì anh em liên lạc liền cho em để chốt giá nha, để chốt giá đó. Xe nè anh em nhìn, cản dựa nè, cản dựa rồi cản bổ vệ đèn nè, rồi xi nhanh đồ, nhìn rất là đẹp, rất là đẹp, rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ chai nè, mất mèo đồ, nhìn cái thanh đi đồ rất là đẹp. Nhiều chiếc nó bể đồ này kia nha, nhưng mà chiếc này nó cũng còn ring, nước sơn là nước sơn ring nha, nước sơn ring của nó anh em đó, nước sơn ring của nó màu nho rất là đẹp luôn, đẹp Dalim đó anh em nhìn ha, đời đó anh em nhìn ha, ba cái cùm nè, rồi kính chiếu hậu rồi rất là đẹp luôn, như tua máy rồi là lên bình thường hết, em bật cho nó sẽ nổ máy anh em nha. Đó, anh em nghe tiếng tua máy lên không? Còn anh em km anh em chạy nó mới lên nha. 19.000 cây. Đó, km nó vẫn còn nguyên ring luôn anh em. Đồ ring hết, anh em thấy đồ ring hết nha. Đó, đồ ring hết. Mà em thấy có 19.000 cây thì em nghĩ chắc đúng chứ không sai đâu. Vì con xe này đẹp mà, dây đồng hồ là dây đồng hồ ring theo xe này, chứ không phải là thai luôn. Đó, đồ ring theo xe là anh em nhìn biết liền, nó xanh rì à. Nó xanh anh em, nó xanh nè. Đó, như cái dây ring nè, dây ring của nó hồi xưa tới giờ luôn đó. Mà em thấy mới có 19.000 cây thì em nghĩ là đúng chứ không có sai đâu. Đó, em nghĩ là đúng chứ không có sai. Đó, nên anh em nào cần mua những con xe này thì anh em liên lạc cho em liền để chốt giá nha. Đó, em xem thử chiếc xe. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Vỏ này ring theo xe luôn anh em ơi. Vỏ trước này không đã ring, vỏ ring theo xe của nó hồi xưa tới giờ luôn trời. Đúng luôn chứ không phải giỡn đâu nha. 96, 98 không phải, cái vỏ này còn ring rồi. Cái hiệu này giờ mà mua làm gì có cái hiệu này nè. 98 mà không, 96 này. Không lại vỏ này vỏ ring theo xe ta. Quá dữ luôn anh em, cản chống đổ rồi nè. Máy móc sạch lắm anh em, máy móc nhìn rất là sạch luôn. Này, máy móc nhìn rất là sạch. Hộp số của nó 5 số, ba cái đồ này em thấy còn khá là đẹp luôn. Khá là đẹp. Nè, nước sơn rồi, rất là đẹp anh em. Không có bể cái tày gì hết, nhìn rất là ok chiếc xe luôn. Đó, anh em nhìn ha. Có cầm đồ và đạt kiến hậu luôn anh em nhìn ha. Bán bảy lắm. Đồ đạt đây thì kiến hậu thì bên mình có bán đầy đủ hết cho anh em. Đó, anh em nào mà có cần mua kiến hoặc mua phụ tùng xe Dalim thì anh em liên lạc cho bên mình. Bên mình có bán hết. Đó, nên anh em yên tâm. Đây, giá xe quá đẹp luôn. Nhìn đĩa này, đó anh em nhìn ha, sạch sẽ lắm anh em. Nói chung anh em đi tìm con Dalim mà đi tìm những con được những con xe như vậy thì quá là ok luôn. Cái giá chỉ có 22 triệu thôi mà series như vậy nha. Chứ anh em đừng so sánh với những con xe mà xe dập, xe cùi, xe nát ha. Xe máy kêu, xe độ, xe chế thì người ta bán giá nó rẻ. Nhưng mà những con xe đó thì bên cửa hàng mình không có chơi, bên cửa hàng mình không có thích, không có bán mấy dòng đó. Bên cửa hàng mình chỉ chuyên siêu tầm những xe ring thôi. Những xe ring, nó ring ở đây là ring là không độ chế nha. Đồ đạc là vẫn còn ring theo xe. Đó, máy móc êm, bình đề luôn là càng đèn đầy đủ hết cho anh em. Nhìn vô con xe phải liền lạc như vậy. Đó, chứ còn những con xe mà độ xe chế, những con xe mà nhìn vô gắn vô cái này gắn cái kia, đầu gà đít vịt, đồ đạc đồ không đúng của nó thì bên mình không có chơi. Đó, anh em mình để ý nha, bên mình là chuyên xe ring thôi. Nhưng nhiều anh em thích chỗ đó nên anh em mua xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô thì anh em yên tâm. Những con xe đẹp thì bên cửa hàng mình mới chơi thôi. Nên anh em cứ yên tâm, bên mình quay video sau thì xe bên mình sẽ bán cho anh em y chang và ship cho anh em y chang vậy luôn. Đó, rất là đẹp anh em nhìn ha, đồ nè, rất là đẹp nha. Đó, anh em nhìn khá là keng luôn anh em. Dispo của nó hồi xưa tới giờ luôn, ring nè. Đó, chưa máp luôn, chưa làm gì hết nè. Xíu nữa về em sẽ sơn sơ cái dispo lại màu đen cho anh em luôn. Vì để dạy thì nó ring nhưng mà để dạy thì nó hơi cũ quá. Xíu nữa em sẽ về em sơn sơ cái dispo lại cho anh em. Đó. Đó, anh em mình để ý ha. Phục nè. Đó, nhìn rất là bám, và cái đồ này rất là đẹp anh em. Không có bị bể ha. Mà cái đồ xi của nó này rất là keng luôn. Rất là keng luôn anh em. Đây, em quay cho anh em xem luôn. Đó, từng chi tiết con chiếc xe cho anh em mình xem. Đó, anh em nhìn con xe là anh em, nếu như anh em đi mua Dalim mà anh em thấy một con xe như vậy mà anh em mà không mua được, anh em chê nữa thì anh em không nên mua Dalim.
Đó. Vì con xe này quá đẹp luôn, quá đẹp. Máy móc sạch sẽ anh em, không có chảy nhớt, không xì nhớt, bình xăng đồ chi nhìn rất là ok và đẹp luôn. Đó, nhìn nè, đó, rất là sạch sẽ. Đồ đạc cái gì ra cái đó hết cho anh em, chứ không có lườm thườm ha, lết thết giống như những dòng xe khác. Những con xe khác nhớ chung là bên mình chuyên bán Dalim thì cũng đi xem rất là nhiều xe, nhưng mà đa số những dòng xe độ, xe chế, xe này xe kia không không có được riêng như vậy. Nhưng mà con này thì em thấy quá là riêng và quá là đẹp, nên thậm chí anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho bên mình, bên mình sẽ nhận ship xe toàn quốc luôn anh em, và ship thì bên mình sẽ đích thân chở xuống cho anh em luôn, nên anh em yên tâm về xe và chất lượng xe. Bên mình mua bán rất là đồng quần, rất là uy tín anh em, chứ không có bậy bạ giống như những cửa hàng khác. Những cửa hàng khác anh nhiều anh em mua vàng nàn đồ này kia, nhưng mà riêng cửa hàng mình thì bán xe rất là uy tín cho anh em mình luôn đó, mua bán rất là uy tín, quay video giới thiệu đời, chất lượng xe, giá cả thì bên mình có công báo trong video, hầu như là video nào bên mình cũng báo giá trong video hết đó, nên nhà này mua đúng xe, đúng giá, đúng video, đúng chất lượng xe bên mình mô tả đó. Ở đây mình để ý nha. Rồi video này thì cũng đã dài rồi, em sẽ ngưng video này và em hẹn gặp lại anh em video sau. Và mỗi anh em xem xong video thì nhớ bấm đăng ký kênh giùm em nha, bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sau bên cửa hàng mình đăng lên. Và anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ cho bên mình một like và một lượt chia sẻ video nha anh em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều, và anh em nào cần mua phụ tùng thì liên lạc cho bên em. Rồi ok anh em, hẹn gặp lại anh em video sau.